chào các bạn, mình tên Chu Chí Huy, mình là sinh viên của trường Rambic. Mình vừa nhận được visa du học Mỹ nên mình muốn chia sẻ với các bạn. Mình chọn đi du học Mỹ bởi vì mình muốn, tại vì chuyên ngành của mình là marketing và Mỹ là một trong những quốc gia có marketing hàng đầu thế giới. Vì thế mình chọn du học Mỹ. Qua đó mình học trường Houston Community College. Trường mình thì là một trong hai hệ thống trường lớn nhất bang Texas. Có 70 chuyên ngành. Và trong những cái chuyên ngành đó thì có ngành marketing là thế mạnh của trường. Cảm giác nhận visa du học Mỹ á, thì mình rất là vui. Tại vì á, đầu tiên á, cái người phỏng vấn mình á, là người Trung Quốc. Mà lúc đầu vô mình cười ổng thì ổng không có cười mình. Mà vô cái mình nói chuyện hỏi, tại mình có hồ sơ định cư Mỹ nên thành ra ổng muốn tìm cái hồ sơ đó rất là lâu. Và vì vậy á, nên mình cũng hơi khớp rồi. Nói chung thì có sao nói vậy. Rồi xong khi mà ổng nói, ổng xong với mình thì ổng nói chung thì ổng mình nghe chỉ cần congrats thôi là mình vui rồi. Rồi thêm 4 ngón tay nữa, rồi xong rồi mình lấy được hết cả, mình chạy ra ngoài luôn. Quá trình làm hồ sơ của mình là mình chuẩn bị trước rất là lâu. Là đầu tiên mình tới Trần Đại Dương gặp chị Diễm Thúy. Rồi mình nói gặp chị Diễm Thúy rồi mình... Rồi chị bắt đầu chị làm hồ sơ cho mình, chị xin I-20. Mà chắc lúc đó là khoảng chừng tháng 5 sinh 20, là khoảng bắt đầu từ tháng, bắt đầu từ 1 tháng 5 là bắt đầu mình học á, học với thầy Khôi. Mình học thì 20 câu như các bạn đã học ở trong cái tờ giấy của Tân Đại Dương đưa cho mấy bạn. Thì mình học hết tất cả cái đó. Và trước khi đi á, mình còn được anh Bo Anh ngồi nói mình rất là nhiều thứ. Và cái điều mình thích nhất á, là anh Bo Anh nói á, là chuyện gì tới cũng tới. Nên vậy á, nên mình cũng càng thêm được thích. Buổi học của anh Bảo Anh á, thì rất là vui, tại vì ảnh rất là tự nhiên, ảnh còn kêu mình khuyến khích mình, tại vì lúc bắt đầu mình nói chuyện á, thì ảnh kêu mấy bạn nữ á, là đánh phấn, má hồng, sơn môi, cái anh thấy mình cái anh cũng kêu em được bắt chước với bạn nữ nha, rồi thì nói chung là ảnh rất là vui tính và ảnh chỉ bảo rất là tận tình, mình thích cái tính của anh. Và bây giờ mình là người đã có visa nên mình có sẽ cho mấy bạn lời khuyên. Đó là các bạn hãy nói chung là Tân Đại Dương đưa gì thì các bạn học cứ phải kỹ, phải chuẩn bị rõ ràng, phải trả bài cho chị một trong những cái chị tư vấn của mấy bạn, phải trả lời rõ ràng rành mạch. Và nếu mà các bạn có điều kiện hay luyện tiếng Anh, nó thể hiện cái lúc mà bạn nói chuyện á, thì mình sẽ thuyết phục cái người phỏng vấn hơn. Nếu mà các bạn có hồ sơ định cư á, thì các bạn cũng đừng lo lắng, tại vì á, mình cũng là một trong những ví dụ cụ thể luôn, là mình cũng có hồ sơ định cư nè. Và thì mình cứ làm theo những gì tư vấn nói và mình đậu thôi, nên các bạn cứ cố gắng hết sức và tự tin vô mình, bảo đảm thành công. Chúc các bạn may mắn.